Ok. Xin chào quý bà con. Hôm nay nhà vườn Đạt Nhung xin được gửi đến quý bà con một cái video ngắn về cây chuối Tây Thái Lan nuôi cấy mô. Đây là toàn bộ cái cây được gọi là cây ươm cát hay là ươm sơ dừa hay là cây liếp hay cây cải thì vẫn là nó. Tức là ở cỡ cây này thì nhà vườn Đạt Nhung đang chuẩn bị nhổ và cấy vào bầu cho chắc cây và khỏe cây, sau đó mới chuyển đến tay bà con để đưa ra đồng ruộng, như thế mới đảm bảo. Đây là cái chu trình ra ngôi của cây chuối nuôi cấy mô. Mỗi một cây chuối này đều được nhà vườn Đạt Nhung ươm cẩn thận trong luống, tiêu chuẩn, sạch bệnh thì cây mới sinh trưởng phát triển tốt được như thế này. Ở trên giữa luống thì cây tốt hơn, lý do là ở hai bên này nhà vườn Đạt Nhung là có che bằng lưới đen nên là nó có bị ốm nắng một chút, thì những cây ở giữa nó có điều kiện phát triển tốt hơn. Thì hôm nay đã đến ngày để nhổ những cây to đem đi cấy và cây bé thì tiếp tục chăm tiếp và không phủ lưới đen lại nữa. Em có thể quay sát lại đây để cho bà con xem về cái tốc độ phát triển rễ của cây của bên mình. Ok. Đây là cây chuối Tây Thái nuôi cấy mô ở giai đoạn cây ra ngôi. Lúc này thì đã có một lượng cây cao tầm khoảng 20 cm, hơn một gang tay, và bộ rễ rất khỏe. Nhưng như thế này chưa đủ để giao thẳng cho bà con, mà chúng ta cần phải cấy vào bầu và dưỡng trong vòng tối thiểu là 20 ngày đến 1 tháng. Bộ rễ rất khỏe nhá, đây toàn bộ là rễ thật của cây. Tính từ khi ra ngôi thì cây lúc ra ngôi thì nó chỉ nhỏ như đây cây này thôi ạ. Nhỏ hơn đấy mọi người ạ, nhưng cây này còn cứng hơn nhiều bởi vì em đã ươm và nó đã lớn rồi. Nhưng những cây này thì em sẽ nuôi thêm tầm khoảng 10 ngày nữa thì nó mới tốt được như cây này. Ở đây là điều kiện tiêu chuẩn cho cây sinh trưởng phát triển tốt nhất. Và nhà vườn Đạt Nhung đã có kỹ thuật chuyên sâu, chuyên môn cao về hệ cây nuôi cấy mô và nuôi cấy trong phòng thí nghiệm. Các bác muốn mua giống chuẩn thì inbox trực tiếp cho bên nhà vườn em. Địa chỉ nhà vườn ở khu 31 ha phố Nguyễn Mậu Tài, thị trấn Châu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội. Tất cả các cây to này sẽ được nhổ một cách cẩn thận và cây bé thì không được nhổ, cây bé thì để ở lại nhưng mà sẽ không làm ảnh hưởng đến gốc rễ của cây. Đây, những cây như thế này là chiều cao đạt tầm 12 đến 15 phân là được nhổ và cấy vào bầu. Thì những cây như thế này thì cấy trong vòng khoảng 15 đến 20 ngày là có thể giao cho khách hàng rồi. Một số bên làm giống thì có thể cây bé và không qua cái giai đoạn dâm cát này, làm cho cây rất yếu và chuyển đến tay khách hàng thì ra đồng ruộng cây thích nghi kém và rất là dễ dẫn đến việc là cây sẽ bị chết. Hôm nay là một video ngắn để gửi đến quý bà con những cái chu trình làm giống của bên nhà vườn em. Rất là mong nhận được sự ủng hộ hợp tác của quý bà con trên toàn quốc. Cảm ơn quý bà con trong suốt 12 năm vừa qua đã ủng hộ nhiệt tình bên nhà vườn Đạt Nhung để có một thương hiệu uy tín như hiện nay ạ. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại ở những video sau. Xin chào.